Mặc dù anh biết nghe rất là sến nhưng mà anh chỉ muốn nói là anh yêu em. Em cũng yêu anh. Chào mừng trở lại với kênh channel Reaction của Sam. Hôm nay chúng ta cùng Reaction, Sammy Đào và Phong Cận tham gia chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Cha. Và ngay nói chương trình này chúng ta cặp đôi cũng xíu hiểu nhau. Để xem coi Sam có Phong có hiểu nhau hay không nha. Đó, nói chung là lần đầu tiên các bạn, lần đầu tiên mình được lên sóng truyền hình nó cũng hơi ngại. Đây là lần đầu tiên mình rất là cần tham gia một chương trình liên quan đến cặp đôi yêu nhau. Đó, nói chung là cũng xịn sò, có một người đó như bạn thấy đó, ngày đó mình mặc đồ rất là dễ thương luôn. Đó trời ơi, nhưng và để xem quay thật sự Sam và Phong có hiểu nhau hay không, ta cùng xem video nhé. Ok, let's go. Xin được chào mừng hai cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Xem sâu vào video để xem còn dễ thương không nha. Let's go. Nhìn cũng đẹp đó, nhìn cũng đẹp đôi á. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên nha. Dạ. Câu số 1. Tình huống nào khiến bạn gái ngay lập tức trở thành thám tử? Ok. Và câu hỏi đầu tiên có nghĩa là cái hành động nào của Phong cần khiến mình trở nên nghi ngờ và đa nghi. Ông Phong cần đang giấu gì mình đó. Ok. Và riêng mình nha, nếu mà cái hành động mà ông Phong làm cho tôi nghi ngờ nhất là ổng gọi là giấu giấu giếm giếm mấy bạn ơi, kiểu dạng như là nhất là về chơi game đó, ổng hay giấu tôi cái việc là gì ta, tiền vô game trời ơi đó, trời ơi trời. Đó nên là cái việc mà tôi nghĩ đầu tiên đó chỉ là chơi game mấy bạn ơi, để xem con Phong trả lời như thế nào nha. Còn em á thì hiện tại dường như là bọn em không có, bởi vì bọn em đã quá tin tưởng lẫn nhau rồi. Sao? Sao nè, chơi game đồ tin tưởng, ok tin tưởng nhưng mà có dấu tôi trong game nhưng mà để nói thì em nghĩ rằng là nó là một cái sự kiện cũng khá là lâu rồi, là lúc mà em đi học thì em có một người bạn thân và bạn ấy là một bạn nữ. Và em có hứa với bạn ấy là nếu như bạn đậu được tốt nghiệp thì mình sẽ tặng cho bạn một cây son, và cây son đó em nhớ là giá của nó cũng tầm 1 triệu mấy thì vậy. Và thời điểm đó thì bạn ấy đậu tốt nghiệp thật, lúc đó cũng còn đi học cho nên là chưa có tiền. Đến mãi khi mà em gặp được bạn gái của em vô tình, cái bạn nữ kia bạn ấy lại nhắc lại lời hứa năm xưa. Vừa gặp bạn ấy thì em chợt nhớ ra là hình như lúc trước mình có hứa bạn ấy là mình sẽ tặng cho bạn ấy một cây son. Trời ơi trời, cái chuyện gì đó tôi cũng biết rồi bạn ơi. Trời ơi, biết là hứa là tặng bạn, bạn thân con gái, nhưng mà tặng gì đắt tiền ngàn triệu vậy. Trời ơi trời, có cẩn thận vậy không? Cái này mà tôi ghen nha, tôi không hề ghen nha bạn. Trời, hôm nay trời hình hơi nóng nha, nóng nha, hơi nóng thôi. Ghen gì đâu trời, ghen ghen với trời á. Câu trả lời của em là chắc là những tin nhắn lạ. Tại vì là em gặp lại bạn ấy cũng vô tình là bọn em cơm mình một cái ảnh của một cái ảnh cũ, ảnh hợp lớp ngày xưa, thì vô tình thấy nhau thì nhắn tin cho nhau, chào bạn nhớ mình không? Dạ kiểu vậy. Những cái tin nhắn lạ sẽ khiến cho bạn gái em trở thành thám tử. Dạ vâng. Hai bạn có trời ơi trời, cái câu chốt nghe lãng xẹt coi bạn ơi. Trời ơi, chốt cuối cùng là tin nhắn lạ, ông nhắn đúng người mà cái chuyện để làm tôi làm thám tử là sao vậy? Tôi đâu phải cái người mà gì ta kiba bự sĩ đâu, tôi không có ghen gì trơn, tôi nói rồi tôi có khen. Trời ơi, trời kỳ cục coi bạn, tôi ghen gì đâu. Ghen nhau trời. Kỳ cục. Câu hỏi số 2. Bạn làm gì khi người yêu mình khóc? Sammy là một người rất là đơn giản luôn. Em là sẽ làm gì? Em sẽ kiểu em ăn gì không? Em đặt đồ ăn cho em ăn nha. Xong rồi dọn dẹp phòng giúp. Nè, nói dối nha. Trời ơi, nè nè, phát hiện ra nha. Chứ chương trình nói dối nha ông nội. Trời ơi, nghe muốn tức ngang vậy bạn ơi. Trời ơi trời, ok. Mua đồ ăn chấp nhận, dỗ dành chấp nhận, cái dọn nhà nó quánh ông nha ông nội. Rồi trong lịch sử loài người được xuất hiện ra ở trên thế giới này, ông Phong Cận đã dọn phòng giúp mình 4-5 lần đó. 4-5 lần thôi bạn ơi, 4-5 lần trong vòng 4 năm mấy bạn ơi, gần yêu gần 5 năm mà ông cầm cái chổi. Cái có một lần nha, mình kể vui thôi, có một lần á mình vô phòng mình thấy ông Phong Cận dọn phòng giúp mình sẽ kiểu trời đất ơi kì vậy, ông nó làm trời vậy. Sao ông bảo là tôi đang quét phụ nhà giúp bà, tôi đang dọn dẹp phòng giúp bà. Trời ơi, lúc mà mình tưởng đó là ai khác, không phải Phong Cận, giống như người ta đang cosplay giả dạng Phong ấy. Trời ơi, ông nói xạo vậy đó ông nội. Ông dọn phòng thì ông có đồ ăn á, tôi ông chỉ dỗ dành tôi dọn phòng với tôi chi trời. Nghe xạo với sợ tức à. Rồi sau đó là đưa đi chơi. Đang khóc mà lung la làm gì cái nín liền. Dỗ dành. Dỗ dành. Dỗ dành và mình pha trò cho bạn gái của mình vui, người ta gọi là gì? Dỗ dành và pha trò. Nói chung là cũng đúng mấy cái, nhưng mà này đúng cái dỗ dành và pha trò, như hai cái là cái mà để cho mình không khóc luôn. Nhưng mà cái dọn phòng là sao? Là sao? Việc gì cô ấy có thể tự làm nhưng vẫn phát tín hiệu SOS? Ok, thì theo mình nghĩ là hiểu là câu hỏi này là gì? Giống kiểu như là những việc gì mà Sam có thể làm được nhưng mà vẫn nhờ Phong Cận, hiểu không? Đó, để xem coi Phong trả lời như nào nha, ok? Em thì chắc là
Việc gì cũng nhờ. Em rất là việc gì cũng nhờ. Em ở chung với bạn gái của em ở trong một cái cabin house. Và cái cabin house đó có 4 tầng. Và em ở tầng 4, còn bạn ấy ở tầng 2. Khi mà bạn ấy cần xuống bếp để lấy nước hay gì, bạn chỉ cần đi xuống 1 tầng thôi. Nhưng mà không. Alo, anh ạ, lấy nước giúp em với. Anh ơi, nhận hàng giúp em với. Tự nhiên em thèm này quá, anh mua giúp em với. Thì nói chung là theo mình thấy thì đây là một cách thiệt tình yêu bạn ơi, chứ tôi đâu có nhờ giả không cần gì nhiều đâu, chỉ là nhờ lấy ít chút đồ ăn thôi, đúng không? Chứ tình yêu mà mình có bồ mình làm gì, đúng không? Có bồ thì làm gì đó. Phan ơi, cho tôi đi nước không? Thôi chưa, có gì đâu mà, cái này là chuyện bình thường thôi, tình yêu ai vậy, đúng không? Phan ơi, cho miếng bánh rồi. Là kể cả cái việc mà lấy điện thoại lên đặt đồ ăn thôi cũng phải là em đặt. Bạn gái em không đặt luôn. Và thực sự là nhiều lúc em cũng hỏi là ủa tại sao có những cái việc nó đơn giản như thế mà em không làm. Tính toán quá à. Hết thương em rồi đúng không? Đó, trời chứ sao nữa. Bây giờ mà Trời ơi. Bây giờ mà vậy ta, nói chung là đã chấp nhận yêu tôi rồi thì chăm sóc tôi. Tôi là một em bé Sammy nào mà tôi đâu có biết gì đâu, đúng không? Yêu tôi rồi chăm sóc tôi có gì đâu. Trời ơi, chỉ là lấy ít bánh, ít đồ ăn thôi mà, đúng không? Đúng quá à. Từ nãy giờ thì thông qua hai bạn trai thì cũng biết sơ sơ cái mối tình của các bạn, hiểu không? À, cái gì mà chưa gì mà liếc thấy người ta. Chứ sao mấy bạn đó mới vô chương trình là tôi cảm giác kiểu không biết ông này có trả lời đúng không? Ta nghi nghi lắm các bạn ơi. Nói đây mình liếc dứt đúng không? À, sắc xéo lè. Đội người ta có điểm rồi kìa. Thôi hơi sợ nha, nhưng mà em nghĩ em sẽ hiểu ổng. Cái mà em nghĩ ổng giấu duy nhất giống bên này nè, y chang luôn, giấu luôn y chang là game. Hay quá luôn. Sao ở đây tôi thật luôn mấy bạn ơi. Lúc mà tôi suy nghĩ trong não là cái câu mà giấu gì đó, người đàn ông làm gì mà để mình trở nên trở thành người nghi ngờ mình thật. Nó thật luôn, chỉ có nạp tiền thôi, ông Phong cận ông nội này, chứ có việc nữa. Thẳng ra là ông nội này chứ có giấu tôi chơi game thôi, chơi game xong nạp tiền không à. Nó tôi nghi ngờ, tôi nghĩ là cái câu này là câu chuẩn chỉnh luôn. Trời ơi, mà sao yêu nhau 4-5 năm cái câu trả lời nó dễ vậy luôn đó. Tôi nghĩ là đúng không mà, nó thật luôn. Ông giấu cái gì chứ, cái đó nhìn dễ lắm, cái mặt mà đơ đơ đó. Ủa Phong làm gì vậy? Thấy chưa? Không gì. Trời đất ơi. Mà cái máy chơi game kẹp vô nách chứ. Vậy cái gì máy chơi game? Ổng là ổng giấu tôi chơi game nạp tiền đầy luôn. Lúc này mình vẫn nghĩ câu trả lời mình là đúng nha bạn. Mình nghĩ mình rất là đúng xuất sắc câu 17 luôn bạn. Nhưng mà không. Sai bét. Mời cho đáp án. Trời ơi. Làm ơn đi. Trời ơi trời. Đó trời ơi. Đàn ông quá mà. Đó. Nha, nhưng mà em nghĩ em sẽ hiểu ổng. Là mình hiểu dữ chưa? Là mình yêu nhau gần 5 năm là mình hiểu dữ chưa bạn? Hay là mình yêu cho vui thôi? Là sao bạn? Cái gì vậy? Tin nhắn lại trên mạng xã hội. Có hả? Có. À, giờ mới lòi ra này. Có. Lòi ra tin nhắn này. Không nhớ cây son hả? À, nó là một chuyện nhỏ mà. Chuyện nhỏ nhưng mà giận tận 3 tháng. Nhưng... Chuyện nhỏ mà ấy bạn, trời ơi, nhỏ xíu à. Thế giờ tôi đâu phải là... Rất là không hề ghen tuông thế nào chứ. Tôi đã nhắc lại lần cuối cùng là sao không hề ghen tuông. Vậy nha, có ghen cái gì đâu trời. Kỳ cục kẹo à. Nhưng mà cái này giận hơn. Và với đáp án không trùng khớp này thì các bạn đã không mang điểm về cho mình. Rất là tiếc. Trời ơi, câu đầu thôi là sai. Sammy, tóm lại là cái việc không trùng khớp này là lỗi tại ai? Em nghĩ là do ổng. Mọi đúng thứ rồi. Xảy ra trên thế giới này là do ổng. Đúng rồi, tất cả mọi thứ xảy ra trên thế giới này, mọi thứ sai lầm, cái gì sai là ông Phạm Cận, cái gì đúng là tôi. Nên là Sammy luôn đúng câu 2. Nếu Sammy sai, nhìn lại điều 1. Đó, ok. Rồi, bây giờ là câu hỏi chính thức tiếp theo. Người yêu sẽ làm gì khi thấy bạn khóc? Mời Sammy. Em chưa khóc đâu, em miếu thôi. Em chỉ cần như này nè. Lỗng như kiểu ôi trời ơi, sao buồn nhớ. Sao đừng. Trời ơi, bạn biết sao không? Mỗi lần mà cái này cũng chia sẻ thật lòng luôn là Sam rất là ít khóc. Nhưng mà nếu đã khóc rồi thì ông Phong cần sẽ kiểu trời ơi, ông rất bình thường nha, tôi chỉ cần miếu nhẹ thôi sẽ kiểu trời ơi, ông Phong cần sẽ kiểu ủa sao vậy ta? Sao lại khóc vậy? Trời ơi, ai làm Sam buồn? Sam nói đi, để Phong có thể tới xử nó. Sau đó ông sẽ ngồi múa hài, ông diễn xiếc gì đó bạn. Đó, nói chung là được á. Đó, em chỉ cần như
cái giường vậy thôi. Đó là ổng sẽ từ bắt đầu ổng xin lỗi em liền. Rồi vậy em chọn đáp án là gì? Khi mà khóc thì vũ dành. Trời ơi, ổng sẽ vũ dành liền luôn. Rồi, đây. Mời đáp án. Cái này ổng đấm không đúng. Nghĩa là không dám mở luôn. Cái đoạn này nói mình nói thật, mình lật như này nè, mình bảo là trời ơi bây giờ mà sai thôi chắc mình đấm không ông Phong cẩn quá, ông nghĩ vậy luôn á. Hãy đưa cho bạn gái mở, nãy giờ có ai dám tự mở đáp án đó. Vai trò đúng rồi. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Nói chung là câu hỏi một hơi Sukana thôi, nhưng câu hỏi 2 là bắt đầu trở lại đó các bạn. Câu hỏi là bắt đầu đúng rồi đó. Việc gì bạn có thể tự làm nhưng vẫn phát tín hiệu SOS với đối phương? Chắc là cái này em tự tin nhất. Tôi cười liền, tại vì trong não mình nó thật luôn là lúc mà nói cái câu đó ra là mình sẽ nghĩ luôn cái việc là lấy đồ ăn giùm nó thật luôn. Một lần nghĩ câu thôi, ai hỏi câu đó thì mình nói thẳng là mình trả lời liền luôn. Mình trả lời đúng chắc chắn luôn. Đó, đó là... tôi tự tin luôn mà tôi chốt hạ luôn là câu này trả lời sai, tôi đi về ngủ đi trời ơi. Tại vì câu chắc là mình nghĩ là cái câu này là con gái ai cũng sẽ làm giống mình hết á. Nhờ đi lấy đồ, chỉ cần đó. Là em nằm xuống cái món đồ nó gần đây thôi. Vì em đang nằm như này nè. Không ơi, lấy đồ giùm với. Ôi vội không có được. Chỉ có nhờ lấy đồ thôi. Lấy nhanh. Rồi ok. Bắt đầu ăn Phong ơi, để bàn ghê. Đồ kia có cái đồ kìa, lấy. Đó, đúng rồi. Bánh mì. Ở nhà mẹ nhờ con. Đó, nói chung là cái mình không nhận là gì nói bằng cái miệng mình thôi, mình không nhận là nói bằng lời, mình còn diễn tả hành động các bạn. Và thật sự là cái hành động mình diễn tả trên sông cái hình đó y chang ngoài đời luôn. Mỗi lần mà Phong Cực mà không chịu lấy đồ là tôi bắt đầu miếu, và tôi miếu là ông Phong Cực sẽ sợ tôi khóc, ông sẽ lấy đồ ăn cho tôi. Đó nói chung là cũng vậy đó, thì tình yêu mà đâu ai muốn làm người bình thường kia yêu. Rồi mời hai bạn trai so đó bạn. Rồi cùng câu hỏi là coi như là chính là đỡ lên tất cả mọi người. Nói chưa, hai bên đều trả lời là nhờ tất cả mọi việc, nên tôi nghĩ là cái chuyện này nó chuyện rất là bình thường. Nó bình thường như ở phường ai cũng nhờ hết trơn đó. Ok, rất bình thường, không có gì hết trơn. Và ở vòng đầu tiên là vòng trả lời câu hỏi thì Sam với Phong đã được nhận 10 điểm, tuy là thua bên khách mời 5 điểm, nhưng sao 10 điểm là sao, là 10 điểm. Hành động nào của anh ấy bạn thấy chướng nhưng vẫn thương? Ok, thì theo như câu hỏi này mình hiểu chỉ đơn giản đó chính là gì đó, hành động nào của Phong Cực làm cho mình cảm giác khó chịu nhưng mà mình vẫn thương, mình vẫn cảm giác là thôi cũng thấy cũng khó chịu với cái đó nhưng mà vẫn thấy thương, thấy tội, cũng thấy thương các bạn ơi. Đó ý nghĩa câu hỏi là như vậy đó, đó mình dịch sắp lại cho bạn hiểu. Ok, em nghĩ là cái ăn. Ăn. Đúng rồi, ông ăn rất nhiều. Thà ông ăn như người bình thường thì ông nói ông ăn mà sáng ăn gọi là gì ta, bún bò, giò heo, rồi gì ta, phở, rồi cơm tấm, sườn bị chả rồi ăn. Em lo lắng cho sức khỏe ông, ông cứ ăn đêm hoài à. Đây là thì thật sự là nói thẳng ra là cái đấy là hành động mình rất là ghét. Đó là một tật xấu của Phong Cực rất là nhiều, đó chính là ăn đêm các bạn ơi. Đó thì ăn đêm không hề tốt cho sức khỏe luôn các bạn ơi. Trời ơi, nên là ổng ăn đêm nhìn mà rất là khó chịu nhưng mình vẫn thương là sao, tại vì là ổng thức đêm để ổng quay clip, ổng làm việc, và tại vì ổng quay đêm nhiều quá, ổng đói thì phải ăn, sau đó ổng ăn nhiều quá. Cũng gần đây ổng cũng có đi khám tại vì là chị ta cũng có liên quan đến sức khỏe, nhưng mà mình cũng may là trùng vía là đi khám không có bị gì hết trơn, chỉ là bị về viêm họng, đồ họng thôi. Đó mình rất là mừng luôn đó. Nên là cái việc mà ăn là một cái mình rất khó chịu nhưng mà cũng thương, tại vì thức đêm làm gì cũng tội các bạn ơi, bó tội. Nên là các bạn đừng quên như xem video của Phong Cần của Sammy, đừng quên là xem quảng cáo để giúp mình có những kinh phí nhỏ nhỏ nha các bạn. Để có thể ăn gọi là ăn đồ ăn qua ngày đó, rồi ăn qua ngày là bất thức đêm lại các bạn ơi. Vậy nha, yêu mọi người rất nhiều. Lỏng bự phì ra xong rồi, để lúc tham gia chương trình này á, xong ông bảo tôi sẽ nhịn ăn 3 ngày để ốm lên chương trình cho đẹp. Rồi có ốm không? Có. Mấy ký luôn, là sụt xuống 1 ký. Rồi xong bảo là bà nhớ bí mật nha. Giờ em bí mật xíu xíu rồi, mọi người đừng ai nói nha. Thì nói chung là thì ông nói là Sam ơi đừng kể chuyện này cho ai nha, tôi nhịn ăn để lên chương trình cho nó đẹp. Thì tôi mình cũng đúng à, mình đã nói với ai đâu, mà chỉ nói với tất cả mọi người trong trường quay này thôi đó, tất cả các bạn fan thôi, chứ nó nói với ai đâu. Mọi người đừng ai nói nha. Đó, đừng ai nói nha, cả nước ta biết thôi đó. Thì cả nước Việt Nam biết thôi đúng không, thì chắc là cả
nước thôi chứ nước ngoài họ không hiểu đâu. Đó, nói chung là cũng bí mật đó. Mình là một người bạn gái tốt bụng, dễ thương nữa. Nếu có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, bạn sẽ đưa anh ấy đi đâu ngay và luôn? Với Phong Cần thì em nghĩ là ổng có nhắc nhẹ một cái thôi, đấy là ổng muốn đi đến Thái Lan. Tại lúc trước tụi em có đi kỷ niệm 4 năm ở Thái Lan, ổng rất là thích. Trời ơi, lúc này là tôi nghĩ chắc được cái câu trả lời luôn. Tại vì là gì ta, lúc trước là có đi Thái Lan, đi kỷ niệm 4 năm và lần đầu tiên mình ra nước ngoài đó. Ôi, thật luôn, quá thích luôn. Không biết là kỷ niệm 5 năm, không biết ổng có dẫn mình đi đâu nữa không ta. Hàn Quốc chẳng hạn, ở Nhật Bản. Nhưng mà nói chung là mình nhớ nhất là cái kỷ niệm 4 năm đi Thái Lan. Cái lần đầu tiên nước ngoài thích lắm. Nên là em nghĩ là chắc là ông sẽ thích đi Thái Lan một lần nữa. Thái Lan đó. Và đây là câu hỏi cuối cùng ha. Điểm nào mà anh ấy xứng đáng trở thành người chồng của bạn trong tương lai? Im nói trước đi. Ok. Khó à. Trời ơi, con này hơi ngại ngùng nha. Con này ngại ngùng nha. Đây là mấy bạn đừng đánh giá tôi nha. Tôi có sao tôi nói vậy nha. Không phải, chị đang suy nghĩ để lựa chọn. Con này chắc là em dễ hơn nữa rồi. Tại vì nếu mà nói Phong thì em nghĩ là chịu khó, chịu nghe và rất là chiều bạn gái, chịu lắng nghe và thay đổi. Đúng rồi, rất là chịu khó luôn. Thật sự là mình không biết sao, nhưng mà đối với Phong Cần, mình cảm giác là Phong là một người rất là cố gắng vì mình thay đổi tất cả mọi thứ. Từ những cái tính nét mà cái tính ổng cũng hơi là cọc một xíu, nên mà ổng cố gắng thay đổi. Mình bảo là trời ơi, tôi không thích cái tính cọc cọc của ông, nên là ông cố gắng thay đổi nha. Thì là yêu nhau cũng gần 4-5 năm rồi thì ổng thay đổi hoàn toàn luôn. Ổng thay đổi, ổng hiền, bây giờ ổng hiền khô ấy bạn. Bây giờ là ổng không dám mình là làm mình buồn luôn đó. Ngay cả mình sắp khóc thôi là ổng bắt đầu ổng quay ra ổng dỗi anh mình liền. Nên là cái thay đổi, chịu thương chịu khó và chiều mình rất là nhiều, nên mình nghĩ đó là một điều rất quan trọng để trở thành người chồng, đó chính là chịu thay đổi, chịu lắng nghe và gì ta, chịu bạn gái đó. Trời ơi, nghe thôi là muốn yêu liền. Trời, do you marry me? Vậy cho đáp án là liền. Lắng nghe và chịu khó thay đổi đó. Quá trời tuyệt vời luôn. Bây giờ thì xin mời hai chàng trai quay trở lại sân khấu. Câu hỏi số 1 như sau. Liệu mà trả lời sai một phát là biết chuyện gì sẽ ra đúng không? Ra đường hả? Ra đường. Trả lời sai là biết tay tôi. Điểm nào của bạn xứng đáng trở thành chồng cô ấy trong tương lai? Có tính ngoại hình không ạ? Tùy em. Đâu không có nói đẹp trai chạy làm chồng đâu, có đẹp trai đâu trời. Rồi, người ta kiếm chồng với cái bằng trai đâu trời. Yêu ai đẹp trai không sao, nhưng mà kiếm chồng là một người đi suốt cuộc đời. Mình phải suy nghĩ thật là sâu xa, không suy nghĩ đơn giản vì đẹp trai. Trời ơi, là cô ấy muốn chọn em làm chồng bởi vì nhan sắc. Dạ, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn đó. Tự nhiên tôi tỉnh lại liền luôn đó. Tự nhiên mình tỉnh thật các bạn. Tự nhiên trả lời câu đó xong mình kiểu gì vậy em này? Bớt khùng ra nha, bớt vậy. Đây phải là nơi diễn hài, đây là nơi tâm đuổi hả? Trời ơi trời. Vậy vừa chứ? Nghe lời ạ. Rồi gì nữa? Trước khi nghe lời thì phải sao? Biết lắng nghe à? Nghe cùng rồi. Hiểu nhau phát. Cười đi cho tôi vui xíu. Đó. Dạ chốt à. Chốt, mời. Hồi hộp nè. Tim đập bình bình nè. 2, 3 lắng nghe. Trời ơi bạn trai tôi nè. Đó, bạn trai tôi nè, bạn ơi trả lời đúng rồi. Không có sai nữa. Bất nhục rồi, sai quá trời. Rớt cái mắt xuống đất luôn bạn ơi. Bạn trai mặt tôi còn khóc nữa. Cảm động quá. Câu hỏi số 1 như sau. Kể tên 3 món khi ăn phải nhai mà không nuốt. Trời ơi, câu hỏi trả lời cái tự nhiên mình đứng ngang bạn. Nói thật luôn là khi mà hỏi cái câu này á, não mình chỉ nghĩ được cái kẹo cao su thôi. Mình lúc mình về nhà mình nghĩ lại trời quá trời món nhai không nuốt luôn á bạn. Nhưng mà lúc mà trong chơi chương trình thì mình chỉ dùng tự nhiên bị vứt cái não, tự nhiên cái não đang đây vứt luôn, không nghĩ ra cái gì ngoài là cái câu là kẹo cao su nhai không nuốt hết luôn á bạn. 15 giây bắt đầu. 15 giây thôi bạn, nhìn kìa. Ừ, nhanh lắm bạn, trời quá trời luôn. Khó lắm. Gì ta? Ôi ơi, cái não tôi không suy nghĩ được gì luôn. Cái gì mà chỉ sầu riêng, có ai nhai sầu riêng nữa hả? Gì vậy? Đó, hồi hết ai cũng sẽ nghĩ kẹo cao su đầu tiên. Nhai mà không nuốt. Nhai mà không Gen nuốt gì đó. Là gì chơi? Thấy suy nghĩ của tuổi trẻ chưa? Gì nhai không nuốt ta?
Sunny Lào và Phong Cận. Đầu tiên trầu cao. Trầu cao hay ta. Không có. Ai trầu cao đúng nha. Có nhai mà không nuốt. Tiếp theo là kẹo cao su. Có kẹo cao su. Có kẹo su. Rồi cái tiếp theo là mía. Mía không có mía mà đây ta ghi ống hút. Nhai cái đầu ống hút xong rồi giả ra. Đúng rồi bạn, để mình ngồi mình nghĩ. Ôi trời ơi, cái câu đúng mình luôn bạn ơi. Đó. Ống hút nhiều lúc mấy bạn uống á, bạn hay kiểu nhai á kìa. Cái này là sắc nha, nhai là đứt răng nha bạn. Mình chỉ giả bộ. Trời ơi, đó là người nhai đúng. Hợp lý luôn. Cũng hợp lý, cũng hợp lý. Bây giờ em mới biết bạn gái em có sở thích là ăn ống hút. Không. Vô Diêm. Đi nói chuyện vô Diêm chưa? Kệ nó đi, người ta nó trả lời gì kệ nó đi, xoay không? Sammy đã không nghĩ ra nên Sammy ghi chữ là chịu. Đó, cái món thứ ba mình không nghĩ được gì nên mình chịu. Cười thôi bạn, nó một nụ cười thân thiện chịu chứ nào. Bạn nên nhớ, dù các bạn không làm được gì hãy cười lên. Đó, mọi thứ sẽ không giải quyết được nhưng mà nó là một đường kịch. Sammy Đào ghi là em. Là em. Sammy Đào. Trời ơi thì có gì đâu, mình nói rồi chương trình này mình mà lên, mình đã nói trước với bạn là khi các bạn xem chương trình này các bạn sẽ bới thẳng một tô cơm, tại vì mình sẽ phát rất nhiều cơm tó đó. Trời ơi, bạn nào đang nói bụng mà xem chương trình này là trời ơi hết đói bụng luôn, tại vì cơm tó quá trời nhiều. Sammy Đào. Tiếp theo đó là máy chơi điện tử. Không có rồi à. Cái đó đẹp ngon quá, người ta thích siêu xe. Thích siêu xe. Thứ ba là cái gương. Mình nếu mình nghĩ sai mà biết sao, những cái người tự nhiên nghĩ là muốn sở cả đời để mình kiểu là đi đâu mình có thể sở hữu quá là sở cả đời là những cái mình rất muốn mà mình khó chạy với những siêu xe, nhà lầu sơi. Mình cứ nghĩ là ok, Phong Cần muốn có cái gương để Phong Cần có thể gọi là soi mặt, có thể ngắm sự đẹp trai của mình. Nhưng mà mình nói rồi, mình đi mất não rồi đó mấy bạn. Cái gương soi mặt. Ủa? Kiểu em thấy ổng lúc nào cũng soi gương, em nghĩ là thứ mà đi suốt rồi là cái gương, sẽ đem đó. Cái gương theo đi đâu cũng sẽ đem luôn. Nói chung là đó mất não đó bạn ơi, các bạn thông cảm nha. Nói chung là mình cũng không hiểu mình trả lời gì nữa bạn. Khó lắm, khó hiểu lắm. Sam ơi, sao không nhớ là chúng ta từng ước mơ chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mua một chiếc siêu xe và tặng cho nhau một viên kim cương để cầu hôn hả? Ơi, tôi mà tôi nhớ được thì tôi đâu có gọi là tôi đâu có nói gì đâu, tôi quên hết trơn à. Tham gia chương trình cái tự nhiên mất não ngang, các bạn ơi thông cảm đi. Sao không nhớ hết trơn. Buồn quá. Rất là tiếc, với câu hỏi này các bạn trùng khớp một đáp án mang về 5 điểm. Kể ba việc mà hai bạn thích làm cùng nhau vào ngày chủ nhật. Cái này thì quá dễ. Cái này thì mình nhớ là mình nhớ là cái gọi này mình trả lời được luôn. Không có gì khó hết trơn, quá đơn giản. Sắp đi đầu. Phong Cần. Cùng nhau ăn. Xem phim. Nằm cùng nhau xem điện thoại. Đúng. Làm việc. Có làm việc. Và với câu hỏi này các bạn trùng khớp ba đáp án mang về 15 điểm. Đúng rồi. Ok, nói chung là với cái câu hỏi này mình cảm giác rất là dễ luôn. Tại vì hầu hết chủ nhật hay là những ngày nghỉ mình đều làm vậy luôn. Ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau. Hoặc là đơn giản lúc mà làm việc cùng nhau. Đó là những hành động mà mình hay làm những Phong Cần đó. Trời ơi, rất đơn giản, rất mộc mạc đối với mình nha. Nói chung là chỉ cần ở bên nhau thôi là hai tụi mình cũng cảm giác rất là hạnh phúc rồi. Sammy Đào và Phong Cần, các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng từ chương trình là 5 triệu đồng. Chúc mừng. Nói chung là lúc đó là mình thua, mình cũng hơi buồn xíu thôi. Nhưng mà không sao, có tiền thưởng được 5 triệu đồng. Yeah, cũng là vừa tham gia chương trình vừa được tiền thưởng. Nói chung là cũng vui đó. Giờ hai MC rất là hồi hộp muốn nghe các cặp đôi nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau những rồi, cái lời tâm tình gì đó sau khi đã tham gia chương trình này. Rồi xong rồi, xong cái câu này tôi biết cái cuối là gì rồi. Tôi chuẩn bị tinh thần ở cái đoạn reaction này nè. Đó, cái đoạn là tôi nhớ là xến xuống, gọi là không phải xến xuống mà là xến, là xến và rất là ngại ngùng nha. Bây giờ tôi sẽ reaction cái đoạn ngại nhất trong cái chương trình này là đoạn cuối cùng các bạn. Thôi bình tĩnh. Ok, xem nào. Lần này cho phép anh được ngoại lệ nói công khai gọi em bằng em. Dạ. Thì đó giờ gọi bằng tên, ở trên mạng xã hội là gọi bằng tên không ạ? Thật sự là anh rất hạnh phúc khi mà có một người bạn gái như em. Và anh hy vọng rằng là sẽ không dừng lại ở hai chữ bạn gái mà sẽ là vợ. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh gặp được em. Mặc dù anh biết nghe rất là sến nhưng mà anh chỉ muốn nói là anh yêu em. Trong cuộc sống yêu bài la 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 la.
Hà hóa, nóng quá bạn ơi. Cái đoạn này mới thật luôn, cái đầu hứng nổ tung luôn bạn. Bùm cái, tại vì là để mà nói được từ anh yêu em đó, anh yêu em trước mặt bạn gái hay trước mặt bạn trai, trời ơi, cái rất là khó, cũng rất là ngại ngùng luôn bạn. Nó bị ngại lắm, nó bị kiểu ngại luôn. Tự nhiên đây, anh yêu em trước mặt rất nhiều người. Đó, tôi cười cho đỡ ngựa chứ ra mình ngượng, mình ngại muốn đỏ hết cái mặt luôn bạn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, rồi ông ơi. Ôi trời. Rồi có nói gì với cháu đâu? Tôi rất yêu ông Phong Cận. Thật mình rất là ngại luôn mà tôi chỉ biết, mình chỉ biết nói là tôi rất yêu ông Phong Cận đó. Tôi yêu ông đó, em ngại lắm, em nói rồi. Thật, nói vậy em thật. Người ta kêu mình bằng em rồi. Trời ơi. Em yêu đúng anh đồ đó. Đó gì vậy ta? Xấu à. Rồi 2-3 nè. Nắm tay nhau. Nói đi. Nói đi nè, nói bắn đi nè. Em cũng yêu anh. Trời ơi. Việc mà làm YouTube của mình đó, mình đầu tiên mình làm YouTube đến tận bây giờ cũng 3-4 năm rồi, mình chưa bao giờ nói mấy câu là anh yêu em, em yêu anh trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên mình công khai cái việc là nói. Trời ơi, ngại lắm luôn á. Vậy là chúng ta đã reaction được video tâm đầu ý hợp. Nói chung là quá trời scared, nó ra quá trời cơm tó đó. Nói chung là đoán bạn xem đoạn này, các bạn sẽ không, các bạn sẽ quéo quắt. Dũng nói thật luôn là nhiều bạn xem cái đoạn đó chắc cũng quéo mọi người kiểu wow, lần đầu tiên mình nói cái câu đó, kiểu ôi ơi, cũng sợ, cũng ngại luôn thôi, nhưng mà không sao. Ok, hẹn mình cái video reaction ngang này cho các bạn thấy như nào. Đừng quên comment phía sau nhất nha. Còn bây giờ tạm biệt mọi người ở clip sau. Hẹn lại, bye bye. Còn bây giờ tôi đi đây, tôi ngại quá.